Mến chào anh chị và các bạn đến với kênh Bất Động Sản Biển Xanh. Chúc anh chị ngày mới nhiều năng lượng, bình an và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Trong video này, em xin chia sẻ và giới thiệu đến cô chú và anh chị mình một nền đất giá ngộp, giá rẻ ngay trên mặt tiền đường trục chính TC3 trong lòng khu dân cư Cát Tường Phú Sinh, xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An. Vị trí ngay trên màn hình rất đẹp anh chị nhé. Diện tích là ngang 5, sâu 20, tổng diện tích trên sổ là 100m2. Đất phun thổ cư, sổ hồng riêng có sẵn, xây dựng tự do. Đường nhựa, nước máy, vỉa hè, cây xanh. Đây là tuyến đường trục chính TC3, nối thông tỉnh lộ 9 ra đường nhựa Lục Viên anh chị mình nhé. Lòng đường nhựa to và vỉa hè lớn do đây là con đường trục chính. Và lô này thì đại hạ giá chỉ còn 1 tỷ 470 triệu, anh chủ sẽ bán và bao phí sang tên cho chúng ta. Ngang 5 sâu 20, ở phía đằng sau cũng có cắm cọc bê tông cho mình rõ ràng anh chị nhé. Và ở đây thì chúng ta có nước máy thủy cục để anh chị mình sử dụng, điện nhà nước. Vỉa hè trước đất, rộng 4m, lòng đường nhựa 10m, rất là to và rộng. Và vị trí này cực kỳ sáng đẹp, cô chú anh chị nào mua về cất nhà ở thì rộng rãi anh chị nhé. Ngang 5 sâu 20, so với những cái vị trí ngang 4, 14, 415 thì mình mua được cái nền 5-20 này ở thì tuyệt vời rồi. Và cái giá nó chỉ có 1 tỷ 470 triệu thôi, do đang cần tiền bán gấp. Nên là anh chị nào xem được video này, thấy phù hợp nhu cầu của mình thì hãy kết nối với em nhé.